Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn. Bình cửa hàng xe máy Cao Lê, địa chỉ là 497 An Tri Phương, phường An Bình, Giang An Bình Dương. Số điện thoại là 0971067169. Thì hôm nay cũng về khá là nhiều luôn. Thì mình sẽ cố gắng mình quay cập nhật nhanh cho anh chị và các bạn ha. Về rất nhiều xe luôn. Ngày nào bên cửa hàng em cũng có rất nhiều xe về phục vụ tất cả anh chị em. Và nhờ sự tin tưởng, yêu thương, đồng hành của tất cả anh chị em thì ngày nào bên cửa hàng xe Cao Lê em cũng bán được rất nhiều xe. Đấy, nhờ các anh chị em này chia sẻ ủng hộ này. Đấy, có người thì mua 2-3 chiếc để dẫn anh em tới nữa. Thì cũng là một niềm vinh hạnh lớn của cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Em thay mặt cửa hàng thì chỉ biết cầu mong và kính chúc tất cả anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường nhé. Em và Việt lại tiếp tục cập nhật báo giá xe. Anh chị em mình nhớ gần ghé trực tiếp cửa hàng xe Cao Lê em, số nhà 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Sĩ An, Bình Dương. Đấy, đến xem xe và lựa chọn cho mình những chiếc xe đẹp để làm phương tiện đi lại. Anh chị em nào mà mua xe vào thời điểm này là giá rất chi là ok. Đấy, được giảm giá rất nhiều này, rất nhiều xe để anh chị em mình lựa chọn nhé. Tầm trung, tầm vừa cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại này. Tầm rẻ tiền để làm phương tiện đi làm cũng cày cuốc cũng có luôn các anh chị nhé. Em sẽ đi báo giá xe. Anh chị em mình quan tâm thì ghé tham quan mua sắm ủng hộ em nhé. Xe thì gần như cũng xe không về nhiều lắm các anh chị ạ. Đấy, xe số, xe ga, xe côn đều có hết này. Đấy, toàn xe đẹp đấy các anh chị này. AB này, với dòng này tầm trung cho anh chị em mình đi làm rất chi là ok nhé. Giá rẻ nữa. Đấy, giá rất chi là bình dân luôn này. AB phiên bản là 2018-19 khóa thông minh này. Đấy, 2016-17 này. Revision thì rất nhiều cho anh chị em mình lựa chọn luôn, đủ các sắc màu luôn các anh chị mình nhé. Ai quan tâm thì ở gần cứ ghé cửa hàng đi, còn anh chị em mình ở xa đấy. Bây giờ miền Trung, miền Bắc thì vẫn đang ship xe được. Lột keo đây, xe này bọc keo nguyên con đang lột đấy các anh chị này. Cũng có đôi vết chảy lơ thơ hao mòn theo năm tháng này. FI phun xăng điện tử, Jupiter nha các anh chị nhé. Chiếc này xe 2015 biển số 37N1 09599. Đấy, Jupiter FI các anh chị ạ. Chốt đơn bán cho anh chị em mình giá rất chi là yêu thương luôn. Chỉ có 11.800.000 đồng thôi. 11.800. Rẻ rề luôn, 118 Jupiter. Cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại rất chi là ok này, số đỉnh luôn. 09599 luôn á. Con Future đẹp mới về nữa nè. Ba cái chìa khóa Future đây cô các anh. Trời ơi, Future màu xanh này lâu lâu mới có một kỳ này. Đâu phải bánh mì đâu, ngày nào cũng có. Chiếc này biển số đẹp nhỉ. Đúng rồi, 60B466488. Ồ, đấy, số đẹp nhỉ. Ai kết thì chốt đi bà con thân yêu ơi. Xe này 2017 các anh chị này. Máy móc êm ru và nguyên zin cho anh chị em mình luôn đấy. Màu xanh này là xanh gì ta? Xanh đen xám, ba màu phối hợp luôn. Quá đẹp luôn các anh chị ạ. Máy thì thầm mùa xuân luôn. Đang còn số vẫn chạy luôn. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn này. 18.300.000 đồng cho một chiếc xe Future phiên bản 2017 FI phun xăng điện tử 125 các anh chị nhé. Bánh căm thắng đĩa biển 60 Đồng Nai, đẹp keng luôn, ai kết chốt ủng hộ em. Chiếc AB này cũng đang lột keo đây này. Đang lột keo đây các anh chị nhé. Mới về luôn này. Trắng đỏ đen ba màu phối hợp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Bán anh chị em mình 20 triệu thôi. 20 triệu. Nếu mà vui vui bán 19 năm cũng được luôn. Em mà thích vậy đó. Đó, còn chị bà nào mua thì tranh thủ ghi tới chỗ chị Hà. Rồi, Vision màu đen nhám. Vision đen nhám 2019 nha anh chị này. Khóa thông minh cao cấp nha. Chiếc xe này biển số 37D1 14591. Chốt đơn bán anh chị em mình 25 năm thôi. 25 năm. 25.500.000. Đẹp lắm luôn á. Đen nhám kết hợp với màu xám lông chuột này. 25 năm thôi. Đó. AB lên Thái đây các anh chị ơi, một cặp luôn. Nhưng mà cái này là FI nhá. Đó, FI dạ. Phun xăng điện tử này. Bên bán chủ yếu là dòng vừa về luôn này. Con này mới về 996 luôn kìa. Số bên này đẹp nhỉ. 1996. Đẹp lắm luôn. FI phun xăng điện tử các anh chị nha, lên Thái màu cam đen nè. Màu cam nào biết có hợp với tông của em không đây. Chiếc này bán anh chị em mình 16.800.000 nha. 16.800. FI phun xăng điện tử các anh chị nè.
Rồi, có đây, quay S. Nồi đồng cối đá dòng xe quý hiếm bền bỉ đây. Quay S mấy trăm các anh chị nè. Máy móc êm ru cho anh chị em mình luôn. Đầu nồi rớt rồi nhưng mà xe rất chi là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn, dàn chân rất đẹp luôn. Chiếc xe này biển số 78L1-2203. Đẹp lắm luôn các anh chị nha. Anh chị mình cứ xem kỹ cái dàn chân này. Dàn chân rất chi là đẹp luôn. Biển số 78 Phú Yên. Chốt đơn bán anh chị em mình 9 triệu 500 ngàn đồng thôi. 9 triệu 500. Xe này cày cuốc ra tiền luôn đấy. Ok. Lại rồi, là chiếc này nè. FI phun xăng điện tử luôn đấy chị này, màu cam đen luôn. Biển số 54R38632. Chiếc này bán anh chị em mình 17 triệu 200 ngàn đồng. Okay. FI phun xăng điện tử lên Thái các anh chị nha. Ai mua xe đi làm này. Xe này máy của Honda WRSX110 2010-11 các anh chị này. Máy móc êm ru luôn. Bán anh chị em mình 7 triệu rưỡi thôi. Biển số 59S1-21525. 7 triệu 500 các anh chị nha. Rồi, Vision. Chiếc này Vision màu trắng, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn này. 59T2-06503. Bán anh chị em mình 21 triệu thôi. 21 triệu. Này, Vision đó nè. Ai ít tiền hơn mình lấy Vision màu đỏ nhám này. Chiếc này biển số 61 Bình Dương, bán anh chị em mình 14 triệu. Rồi, con Grander 61C1-33518. Grander này 2016. Chiếc này biển số 37E1-39971. Chốt đơn bán anh chị em mình 19 triệu 700 ngàn đồng thôi. Con này có 197 các anh chị nha. Elegant không? Này quay WRS mấy trăm này. Biển số 72 Vũng Tàu. Máy móc êm rin luôn này. 9 triệu 500 ngàn đồng các anh chị nha. 9 triệu 500. Elegant này 6 triệu 8 thôi. Và chiếc xe WRX đòn dài này 9 triệu 800 ngàn đồng. Máy 100 máy này cực chất luôn. Nếu ai đã sử dụng qua cái dòng xe này rồi mới biết được. Elegant 50cc 8 triệu 900 ngàn đồng. Chiếc cấp 50 6 triệu 8 luôn. Đấy. Rất nhiều xe về để phục vụ tất cả anh chị em mình nhé. Nhớ like và chia sẻ ủng hộ em nha các anh chị. Vision đẹp keng luôn này. Đấy, giá bình dân thôi các anh chị nhé. Anh chị em nào mà ở gần muốn mua xe thì cứ đặt cọc chốt đơn đi. Nếu không đến cửa hàng được em ship xe cho. Miền Trung, miền Bắc thì hỗ trợ 50% phí, còn các tỉnh phía Nam thì miễn phí cho anh chị em mình luôn. Như là Lâm Đồng, Đà Lạt, Đắk Nông, Đắk Lắk. Bây giờ vẫn ship xe ok các anh chị nhá. Đây rất nhiều xe đẹp luôn các anh chị này. Có chiếc xe mà cọp ơi là cọp này. Xinh ơi là xinh này. Xe này tới 2022 lận các anh chị này. Xe này mới chạy có 3548 km thôi. Way Black phiên bản 2022 bánh mâm thắng đĩa. Màu đỏ đen các anh chị nhá. Đẹp lắm luôn á. Đấy. Máy thì bao êm zin cho cả nhà thân yêu luôn. Bánh mâm thắng đĩa đẹp keng luôn đây. Vỏ trước sau còn gai gió. Biển số 38E1-09342. Đấy. Xe đẹp nhưng mà giá cũng rất chất luôn đó các anh chị nè. 16 triệu 900. Em gái nói em mua xe mới nó tới 25 triệu mấy trăm ấy chị ơi. Đúng rồi. Bây giờ bán mới đi có 3.000 cây thôi. Tết về quê không có tiền này vào thời điểm này thực sự ra. Đẹp quá hả? Đấy, cuối năm cũng rất nhiều anh chị em rất chi là khó khăn. Bán xe lại rất nhiều luôn các anh chị ạ. Đấy, thì cũng có người bán, cũng có người mua. Đấy, con này thì như mới luôn. Mới chạy 3.000 cây chưa hết ro ra. Có con này thì cũng trả 2 triệu là ship hết rồi chị. Đúng rồi. Vì anh, ví dụ như anh chị em nào muốn mua xe này, cứ chuyển cọc 2 triệu em ship cho là miền phía Nam nhá. Còn miền Trung, miền Bắc thì đặt cọc em 3 triệu đi. Còn cái này 169 đặt 2 triệu 9 cũng được này. Biển số 38 ở tỉnh. Okay. Ai mà muốn sang tên thì qua Tết rút hồ sơ các anh chị nhé. Rút hồ sơ thêm 1 triệu rưỡi nữa. 16 triệu 900. Xe chạy 3.000 cây đẹp như mới luôn. Surut. Ai ít tiền hơn lấy chiếc Surut này cũng được các anh chị này. Bánh mâm thắng đĩa RCFI phun xăng điện tử. Biển số 95 Hậu Giang. Chốt đơn bán anh chị em 11 triệu 200 ngàn đồng thôi. Đấy. Cửa hàng thì vẫn hỗ trợ này. Anh chị em nào mà lấy xe tại cửa hàng vẫn tặng anh chị em mình 4 món quà luôn. Một thùng bia Tiger, một cái nón bảo hiểm, một chai nhớt, một cặp kiếng nha anh chị em mình nha. Nhưng mà với điều kiện này, không được bớt tiền em nha. Bớt rồi mà lại đòi em tặng bia chết luôn á, say chết luôn á. Bớt không ship mà bớt không tặng, tặng không bớt nha các anh chị mình nha. Ok. Đấy. Ai chợ nồng độ cồn em sẽ bớt lọc lá cho.
Đấy. Ai về quê xa không đèo bia được cứ bớt tiền là về anh chị em mình mua được tốt luôn. Ai muốn Suzuki FE 2020 nè. Xe này cũng đẹp keng luôn các anh chị nè. FE phun xăng điện tử biển số 68 Kiên Giang. 14 triệu 800 ngàn đồng. RC đỏ đen các anh chị mình nhá. Ai muốn tay ga vừa tiền này, Vision FE phun xăng điện tử đời 2012-13. Chiếc xe này biển số 93 Bình Phước. Chốt đơn bán anh chị em mình 13 triệu 500. 13 triệu 500. Đấy, nếu vui vui thì bớt bán anh chị em mình 13 triệu cũng được, tặng chai nhớt cũng ok luôn, không có sao hết. Wayanfa này phiên bản 2020-2019 gì đó các anh chị nha. Biển số 60F3-21950. Đẹp lắm luôn đó cả nhà nhé. Màu xanh bạc. Chốt đơn bán anh chị em mình 14 triệu 200 ngàn đồng. 14 triệu 200. Đấy, màu xanh bạc. Rồi, Suzuki FE này biển số 69 Cà Mau. Bán cho anh chị em mình 11 triệu 500 thôi, màu đỏ đen. Quay S. Còn ai muốn mua Quay S để làm phương tiện đi lại nè. 59S1-84734. 8 triệu 500 ngàn đồng thôi. 8 triệu 500. 8 triệu 500 biển số thành phố đấy. Quay S mấy trăm mười. Vision đấy. Con Vision đang cầm của khách. Con nào mà em không báo giá là xe cầm các anh chị nhé, hai bên cửa hàng. Bên cửa hàng em này, hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi. Đều là địa chỉ, em để ghi một cái địa chỉ cho anh chị em mình dễ tìm kiếm ha. 497A Nguyễn Tri Phương thôi. Anh chị em mình cứ lên Google đi, anh Google dẫn tới. Hoặc là đến cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần, alo em nhé. Vision đỏ đô đây các anh chị. Đẹp keng luôn. Biển số 36B289442. 13 triệu 800. 13 triệu 800. Màu đỏ đô các anh chị nha, đẹp lắm luôn á. Đẹp không tì vết luôn. Màu trắng. Chiếc xe Vision màu trắng này biển số 81 Gia Lai, 14 triệu đồng. Okay. Ai Gia Lai, Kum Tum, Đắk Lắk thì muốn mua xe thì đặt cọc đi, em ship cho nhanh còn về kịp xe đi Tết các anh chị nè. Rồi, tiếp tục Vision màu cũ thôi. 30 vẫn chưa phải là Tết mà mùng 1 mới là Tết, đang ship xe thoải mái cho mọi người luôn. Chiếc Vision này cũng mẫu cũ luôn, 2012-13 luôn, chiếc này biển số 60C1-45487, 13 triệu 800 các anh chị nha. Rồi, bữa này thì AB lên Thái à? AB lên Thái là hot ơi là hot nè. Về tới đâu bán tới đó luôn. Chiếc này biển số 79H2-4741. Cái này 2008 lên Thái các anh chị nhé. 11 triệu 700 ngàn đồng. Đấy, 11.7. Rất chi là đẹp luôn các anh chị ạ. Giá bình dân, đi làm đi chơi gì cũng được. Còn ai thích quay RX 110 FI phun xăng điện tử này phiên bản 2019. Biển số 83 Sóc Trăng, 13 triệu 800. Chiếc này là Future phiên bản 2017, biển 67 An Giang. Chốt đơn bán anh chị em 19 triệu 900 ngàn đồng. Rồi AB màu đen. AB màu đen này 2008. Biển số 93 Bình Phước, 10 triệu 500 ngàn đồng anh chị nhé. Okay. Rồi, chiếc này là chiếc Lead phiên bản 2014, biển số 62 Long An. Chốt đơn bán anh chị em mình 19 triệu 800. Vui vui cứ bớt 500 tặng anh chị em mình chai nhớt cũng được, còn lại có 19 triệu 300 thôi nhé. Rồi Wayanfa màu xanh. Wayanfa màu xanh nè, biển số 78 Phú Yên, 14 triệu 200 ngàn đồng. 2019-20. Chiếc này Wayanfa 2019 là biển số 68 Kiên Giang anh chị này, 13 triệu 800. Chiếc này 12 triệu 500 này. Biển số Hà Tĩnh mình ơi. 38 Hà Tĩnh anh chị nhá, 12 năm. Okay. Nói chung không quan trọng biển số đâu, em nói thiệt với anh chị mình luôn đó. Biển số nào cũng được hết á. Nếu mà luật Việt Nam mà bắt chính chủ là đất, bắt trong toàn đất nước, không riêng một tỉnh thành nào mà cũng không riêng một cá nhân ai hết. Anh chị em mình cứ để biển số cà vẹt với giấy cửa hàng, anh chị em mình đi ok rồi, sang tên tốn thêm vài triệu nữa. Không, ai sang tên thêm phí nha, toàn bộ em báo giá xe nha các anh chị mình nhá. Sang tên qua Tết với thêm với rút hồ sơ được. Bây giờ chuẩn bị nghỉ Tết hết rồi. Ai thích tay ga này. Luviat có 9 triệu 2 thôi. Này bình xăng cơ các anh chị, 9 triệu 2. Rồi, quay Black. Quay Black này biển số 65 Cần Thơ này. 11 triệu 500 các anh chị. 500. Màu đỏ đen. Màu đỏ đen 12 triệu 8. Mấy cái này mấy trăm mười chứ. Black này. Bánh mâm thắng đĩa rất chỉ là ok đó. Đi rất chỉ là ok các anh chị. Rồi, siêu tiết kiệm xăng luôn. Sirius biển số 79 Nha Trang Khánh Hòa 13 triệu 8. Chiếc Sirius FE này biển số 67 An Giang 12 triệu 8 luôn. RC đỏ đen này. 10 triệu 800 thôi, biển số 93 Bình Phước này. Ai Bình Phước chốt đơn em ship xe cho này. 10 triệu 800 đặt cọc 1.8 triệu đi em ship xe về Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước ra nhận xe và thanh toán đủ tiền em này. Chiếc Wayanfa này 2020 biển số 60 Đồng Nai luôn.
cuối 2020 luôn hay là 2021 luôn đó các anh chị, đẹp lắm luôn nhá. Xe này đi 8.795 km. Ta bán cho anh chị em mình 15.900. 15.900. Rồi quay vào màu xanh luôn. Màu xanh này, màu xanh bạc, biển số 29 thủ đô Hà Nội. 29H1 của 29H2 04984 13.900 2019 nha anh chị nhá. Ok. Rồi Surus. Surus FI này 12.800 thôi, biển số 38L113365 128. Chiếc này không côn này. Em mới đi xì ba cái dàn chân mà cho nó đẹp rồi đấy, ai kết thì chốt đi, 16.500. Nói chung là cái này, cái này là đầu nồi rớt rồi này. Xe này mà zin là phải hai mấy triệu các anh chị ạ. Đấy, tiền nào của đó thôi. 135 mà anh chị em mình đi cũng ok mà. Hơn tiền xe Surus tí xíu chứ nhiều đâu. Đi ẹt 135. Một cặp song sinh đồng màu, đồng chất và đồng giá luôn các anh chị nhé. 12.500 cho một em Noza. Noza. Chiếc này biển số 61 Bình Dương và chiếc này 60 Đồng Nai. Đều là 12 năm hết các anh chị ạ. Đây cũng có một cặp song sinh này, hôm nay em nhiều cặp song sinh lắm. Đây cặp song sinh này cũng đồng màu, đồng chất và đồng giá luôn nè. Chiếc này biển số 76, 10.500. Chiếc này biển số 65, 10.500. AB Đồng Bò biển số 60 Đồng Nai này, 13.000.000. 13.000.000. Rồi bên này thì Click đây. Click 93 Bình Phước đây, máy cực chất luôn nghe anh chị này, 9.800.000 đồng. Màu đen rất đẹp luôn nghe anh chị ạ. Rồi bên này thì Janus thôi. Janus này biển số 93 Bình Phước luôn, màu đỏ nhám các anh chị này, 2017-18 luôn, 17.800.000 đồng các anh chị mình nhé. Chiếc này biển 61 Bình Dương, màu này là màu xám nhám các anh chị này, 17.800 luôn, khóa thông minh. Chiếc này cũng khóa thông minh luôn, 2018 biển 66 Đồng Tháp, 18.500.000 đồng. Vision này thì nhiều lắm bố luôn, 13 năm này, 13 năm. Nói chung là cái mẫu này năm, là giá thấp là từ đấy, 13 cho tới 14.500 đúng không? Đúng rồi, đấy, rất nhiều này. Bạn nào anh muốn mua con nào thì cứ tới lựa nha. Riêng mẫu này thì bao nhiêu nào? Nó là FI toàn bộ đấy, nha. FI hết, giá bình dân cho anh chị em mình luôn. Tha hồ lựa chọn luôn các anh chị. Đó, rất nhiều xe luôn. Mấy triệu thì quá rẻ. Các anh chị vào cửa hàng em giống như vào một rừng xe đấy. Thích em nào lấy em đó. Miễn sao lựa xe cho mình phù hợp túi tiền và công việc của mình thôi. Rồi. Còn ai thích AB 2010 thì mình lấy AB 2010 các anh chị này. Cái này màu vàng đồng thêm 3D. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, 16 năm. Chiếc này biển 61 Bình Dương, 15.900. Chiếc bên trong 16.500. Okay. 2010 các anh chị nhé. 2010 bữa nay mua rất rồi nhiều luôn á. Mới về mấy con ở ngoài nữa kìa. Vision màu trắng này. Này Vision màu trắng biển số bao nhiêu ta? 49 Lâm Đồng Đà Lạt, 14.000.000 các anh chị này. Đẹp lắm luôn. Rất đẹp luôn. Rồi AB này. AB thì có tất cả các đời á, từ 2013 tới cuối đời cho tới 2018-19 á. AB là từ 2008 lên á. À là quên. Đúng rồi. Từ 2008 trở lên cho tới 2019. Đúng rồi. Thao anh chị mình lựa luôn. Giá từ 10.500.000 cho tới 31.800.000 đấy. Tha hồ mà lựa. Rồi. Đây này mấy cái dòng xe này này giá bình dân này các anh chị này. Chiếc màu đỏ này biển 61 Bình Dương, 20.500.000. 20.500.000 màu đen. Chiếc đen nhám này biển 62 Long An, 20.900.000. Và chiếc này 93 Bình Phước màu vàng đồng tem 3D cũng 20.900.000 luôn. Chiếc này 61 Bình Dương 2014-15 đen nhám đẹp lắm luôn cả nhà này, 21.300.000 đồng. Rồi. Chiếc này 66 Đồng Tháp màu cam đen, 21.300.000. Chiếc này 49 Lâm Đồng Đà Lạt, 20.500.000 các anh chị này. Đấy, màu vàng đồng xem 3D luôn. Chiếc này 61 Bình Dương, 20.700.000. Chiếc này 77 Bình Định 2015, 21.000.000. Ai kết chốt ủng hộ em này, rất nhiều xe luôn. Em bán hết cái lô xe này nữa là em nghỉ Tết này các anh chị này. Ai mua thì ghé ủng hộ em nhá. Em bán hết là em nghỉ Tết nào. À, 30 em nghỉ, mùng 1 em làm lại, các anh chị mình cứ yên tâm đi. Màu trắng. AB màu trắng xám nè, 20.800.000. Biển 68 Kiên Giang. Vào thời điểm này cũng rất nhiều anh chị em đã về quê rồi. Và cũng rất nhiều anh chị em đang chuẩn bị về quê. Đấy. Rồi. Ui chuẩn trời bị đón một cái Tết quý mão. Thì bữa có con màu trắng rất đẹp mà bán à. Màu trắng ra đi mất rồi. Có nghĩa là tại vì xe mới, đẹp mà. Mới đổi xe dòng anh sáng nay. Chiếc này Future 2019 nha anh chị này. Biển số 74 Quảng Trị. Xe này chính chủ ký giấy luôn đó cho anh chị em mình nhá. 23.500.000, 2019 đèn led. Chiếc này 2017 biển số 61 Bình Dương này, 19.800.000 đồng. 19.800.000. Rồi lên Thiên Đường Vision. Thiên Đường của Vision đây.
màu gì cũng có. Anh chị em mình cứ tới đi đấy. Ôi giời ơi, màu đỏ tươi có 20.900.000 đồng thôi, đi cũng sang chảnh và chất lượng luôn chứ không có gì đâu, của người mới mình này các anh chị này. Đấy, giá rất bình dân, ai mà có xe xấu muốn đổi xe đẹp đưa qua đây em đổi cho nhá. Bên em là luôn mua bán trao đổi tất cả các dòng xe đã qua sử dụng đó. Đấy, anh chị em nào mà về quê mà để xe ở phòng trọ sợ mất trộm này kia rất mang qua đây em cầm luôn, với lãi suất yêu thương cho anh chị em mình luôn nhá. Ok. Nhà còn rất nhiều chỗ để luôn. Chiếc Vision này biển số 62 Long An 2017 21.900.000 anh chị này. Màu trắng rất dễ thương luôn. Ok. Chiếc này 21 năm luôn, 2017 luôn. Chiếc này biển số 70 Tây Ninh, 21.500.000 luôn này. Cái hàng này là khóa thường các anh chị này. Đấy, hôm nay hàng khóa thông minh em đưa lên trên. Chiếc này 22 năm này các anh chị. Chiếc này 21.700.000 biển 62 Long An, chiếc 22 năm này biển 66 Đồng Tháp nhá. Nếu anh chị em mình ở xa mà không đến được cái chụp hình màn hình lại đi, chiếc này biển 66 Đồng Tháp này. Em gửi qua Zalo cho. Chiếc này biển 59 thành phố Hồ Chí Minh này. 23.500.000 đồng. Rồi, màu đen, màu xanh đen. Màu đen nhám biển 66 Đồng Tháp này. 22.500.000 đồng. Rồi, màu đỏ. Màu đó này 24.000.000 này các anh chị này. Chiếc biển 64 Vĩnh Long, chiếc này biển 94 Bạc Liêu cũng 24.000.000 luôn. Vision thì bao nhiêu, Vision AB, SH, Vario bao nhiêu cho anh chị em mình lựa chọn luôn. Đấy. Rồi giờ về dòng Exide 135 này. Rồi Exide 150 này, rồi Winner V1 này. Bên em đều có hết các anh chị nhá. Đây là cái hàng này là toàn Vision khóa thông minh các anh chị này. 2019 2020. Màu xanh nhớt 2020 đây các anh chị này. Này cuối 2020 luôn, đẹp lắm luôn á. Xe này bọc keo nguyên con em mới lột này, đẹp tuyệt vời luôn, thắng chưa thăng luôn này các anh chị. Chiếc xe này biển số 83 Sóc Trăng. Ai kết chốt ủng hộ em này. 283 chốt đơn em ship cho 26.900.000. 26.900.000. Bao phí ship về Sóc Trăng cho anh chị em mình luôn, tặng anh chị em mình chai nhớt cái nót. Đấy. Chiếc này 94 Bạc Liêu 26 năm. Nói không phải là bao ship mình Sóc Trăng đâu, tất cả các tỉnh thành phía Nam, nhưng mà em thấy Sóc Trăng này em buồn mồm thì em cũng nói vậy cho nó vui thôi. Này 94 Bạc Liêu này, ship tất cả tỉnh thành phía Nam 26.500.000. Ok. Rồi màu đen nhám. Chiếc này 67 An Giang đen nhám. 25.900.000. 25.900.000. Biển 67 An Giang. Rồi màu trắng. Đấy. Chiếc màu trắng này 2020 biển số 77 Bình Định 26.800.000 đồng. Chiếc này 2020 luôn, biển số 83 Sóc Trăng 26.900.000 các anh chị nha. Chiếc này 73 Quảng Bình 269 luôn, đen nhám kết hợp với màu xám lông chuột. Toàn bộ cái hàng xe này đều là khóa thông minh hết nha cả nhà thân yêu nha. Khóa thông minh hết đấy, khóa thông minh hết đấy. Chiếc này cũng khóa thông minh hết luôn này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh 26.500.000 đồng. Xanh đá. Xanh đá này 27.800.000. Tại sao cái xanh đá nó lại cao tiền hơn? Xanh đá mua nó cao hơn các anh chị. Xanh đá nó rất đẹp luôn nhá. Đấy anh chị em mình nếu ở gần cứ ghé trực tiếp xem xe đây, mình thích xe nào mình lấy xe đó. Thích biển số nào lấy biển số đó. Xanh đá này đẹp keng luôn, thắng chưa tăng luôn, vỏ trước sau còn gai gió luôn này các anh chị nè. Chiếc này biển số 95 Hậu Giang 27.500.000 đồng. Chiếc này biển số 70 Tây Ninh, đen nhám kết hợp với màu xám lông chuột luôn, 27.800.000. Bao đẹp êm zin cho cả nhà thân yêu luôn. Đây, chiếc này Exide phiên bản 135. Chiếc này biển số 67 An Giang cả nhà nhé, 17.500.000. Chiếc này 61 Bình Dương tem số 10 18.300.000 đồng. 8.300.000. Chiếc này biển số 38 Hà Tĩnh 16.500.000 đồng. Winner V1 rẻ ơi là rẻ này, 2018 mà có 21 năm thôi các anh chị này. Biển số 37 Nghệ An. Rồi. Chiếc 150. S150 này 2019 này, 29.800.000. 29.500.000. Đó nhá. Biển 68 Kiên Giang anh chị nha. Hai chiếc này là đèn led cao cấp này. Rồi. Còn nói về AB đây, AB quá thông minh này cũng rất nhiều luôn này. 2456 em quá thông minh luôn. Chiếc này đen nhám phiên bản 2018-19 luôn đấy chị này. Xe rất đẹp luôn. Máy móc êm ru cho cả nhà luôn. Biển 77 Bình Định. Chốt đơn bán anh chị em mình giá cực kỳ yêu thương luôn. 28.000.000 đồng thôi. 28.000.000. 28.000.000 nha các anh chị nhé. Màu đen. Màu đen này biển số 72 Vũng Tàu 2019. 28.800.000 đồng. Ai Vũng Tàu chốt đơn đi em ship cho nè. Đặt cọc buổi sáng là buổi chiều xe về tới nơi nè.
Chiếc này 68 Kiên Giang anh chị này, 31 triệu 2019, khóa thông minh. Chiếc này 70 Tây Ninh 2019 luôn, khóa thông minh màu xanh bạc, 31 triệu 800 ngàn đồng. Chiếc này 67 An Giang màu đen bạc, 30 triệu 800 ngàn đồng anh chị nhé. Anh chị em nào tới cửa hàng Bớt Lộc Lá cho anh chị em này, thay nhớt tặng nón bảo hiểm, tặng kiếng xe đầy đủ cho anh chị em mình luôn, nên anh chị em mình yên tâm nha. Rồi. Chiếc này 2017 biển 68 Kiên Giang 26 năm. Chiếc này 2019 luôn anh chị này, biển 95 Hậu Giang, 29 triệu 500 ngàn đồng anh chị mình nhé. Rồi cặp màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi này 263, 26 năm này. Chiếc bên trong biển 71, chiếc bên ngoài biển 37. Đó. Bây giờ nhiều thì xe lắm luôn đó cả nhà ơi. Ha. Bên cửa hàng mới bên kia cũng đang rất nhiều luôn đó các anh chị. Hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi. Anh chị em mình cứ ghé tham quan mua sắm và ủng hộ em này. Toàn xe đẹp về phục vụ khách hàng thân yêu. Chiếc này Vario phiên bản 2020. Biển số 69 Cà Mau 125. Xe này mua rẻ bán rẻ cho anh chị em mình luôn, 32 triệu 500 ngàn đồng. 32 triệu 500. Đấy, ai kết chốt ủng hộ em. Chiếc màu xanh đọt chuối này, biển 68 Kiên Giang, 34 triệu 500 ngàn đồng anh chị nhé. Đấy. Màu xanh hy vọng, màu xanh rất là dễ thương luôn. Hy vọng một năm mới sẽ tràn ngập yêu thương và tràn ngập sức khỏe luôn này. Đấy, 68 Kiên Giang, 34 năm. Chiếc này màu trắng đỏ. Chiếc này 150 hồ sơ cầm tay cho anh chị em mình luôn. Nếu ai mang xe về nhập này, 44 triệu 500 ngàn đồng. Bao hồ sơ cầm tay cho anh chị em mình. Chiếc này 2021. Biển số 61 Bình Dương, 37 triệu 500 mấy chị nhé. Màu vàng cát. Đấy, đẹp keng luôn đó các anh chị. Màu xanh nhám này. Chiếc này màu xanh nhám, biển số 83 Sóc Trăng, 37 triệu 500 ngàn đồng mấy chị nhé. 375. Tiếp tục nữa là một em Vario màu xanh đen. Vario màu xanh đen, biển số 67 An Giang, 36 triệu 500 ngàn đồng. Màu đỏ. Màu đỏ này là màu đỏ đen 2022, xe này chạy 4.000 cây, 39 triệu 500 ngàn đồng, biển số 63 Tiền Vô các anh chị nha. Chiếc này 66 Đồng Tháp, 39 năm luôn, 2021-22 luôn các anh chị này. Đấy, xe thì rất nhiều luôn, và liên tục ngày nào cũng có xe về để phục vụ tất cả anh chị em mình nha. Cho tới ngày 30 Tết luôn, vẫn phục vụ khách hàng yêu thương luôn để lấy xe đi Tết luôn. Ai thích Exide thì mình chốt Exide này, phiên bản 135, biển 61 Bình Dương, 17 triệu 500 ngàn đồng anh chị mình nhé, 17 năm. Ai kết thì chốt ủng hộ em. Đấy, lại là Vario nữa các anh chị này, đỏ đen. Đấy. Chiếc Vario này 34 triệu 800 ngàn đồng anh chị nhé. Đấy, 34 triệu 8. Vỏ trước vỏ sau còn đẹp keng luôn, về mấy dòng xe này anh chị em mình về cứ đổ xăng mà chạy thôi. Đấy. Vario nói chung là ai mua Vario thì bớt 500k, mà ai mua SH thì bớt lộc lì xì đầu năm 1 triệu đồng luôn, 100 luôn. Vario bớt 500, SH bớt cho anh chị em mình 100 luôn. Lộc lá nhiều cho anh chị em mình luôn này. Rồi. SH Mod nè, 83 Sóc Trăng 2019 khóa thông minh, 515, bớt 100 còn có 50 triệu năm thôi. Chiếc này 375 bớt 100 là còn 36 năm cái gì nè. 100 thì coi như 1 triệu thôi chứ có gì đâu, đúng không? Đấy, con này biển 59 thành phố Hồ Chí Minh. Của con SH này màu gì ta? Màu xanh nhám này cũng biển thành phố luôn, 375 các anh chị nhé. SH bây giờ cũng rất là dễ mua các anh chị này. Đi rất là sang chảnh nè. Chiếc này 59 thành phố Hồ Chí Minh, 56 triệu 800 ngàn đồng. Bớt 1 triệu còn 55 triệu 800. Rồi, màu chiếc này 41 triệu, bớt triệu còn 40, chiếc này cũng còn 40 thôi này. Lấy xe tại cửa hàng đi các anh chị ơi. Chiếc xe này biển số 61 Bình Dương, 51 triệu 500, bớt 1 triệu còn 50 triệu 5, khóa thông minh cao cấp các anh chị nhé. Màu đỏ. Đây, chiếc này đỏ đô biển 62 Long An, 56 triệu 500, bớt triệu còn 55 năm. Okay. Đấy. Xe thì về nhiều lắm luôn. F135 báo rồi. Báo rồi. Đây 135 nữa, biển 60 Đồng Nai nữa đây. Đẹp ơi là đẹp mà keng ơi là keng này. Máy móc bao êm zin cho cả nhà thân yêu luôn nè. 18 triệu 200 ngàn đồng. Xe này đang bọc keo nguyên con luôn đó các anh chị nè. Đấy, ai thích Exide 135 thì ghé cửa hàng xe cao lê em đi. Hôm nay có 3, 4, 5, 6, 7 chiếc luôn. Đấy, chiếc này cũng 60 Đồng Nai mà chiếc này 16 năm nè. Chiếc 16 năm, chiếc 18 2.
B5 là 16 năm, F1 là 18.2 các anh chị này. Rồi, Rider. Rider này 29 năm bớt triệu còn 28 năm này. Rồi. Rẻ rề luôn. Chiếc này AB biển 85. 31 triệu 8, bữa hôm em báo bớt 800 thì hôm nay vẫn cứ bớt 800 thôi còn 31 triệu. 2019 đen nhám, chiếc này 26 triệu 200, 68 Kiên Giang. Đấy, Kiên Giang ai kết thì chốt đi ủng hộ em đi, em ship xe cho. Đó, cảm ơn. Bây giờ anh chị và các bạn nào gần Tết rồi thì các bạn nên tranh thủ thời gian mình ghé tới cửa hàng ha, để mình ủng hộ xe thì nó về liên tục để mà đáp ứng cho anh chị và các bạn ha. Ngoài những dòng xe cao tiền thì có những dòng xe thấp tiền, thì đầu năm anh chị và các bạn nào mà cảm thấy cần xe đi làm thì cứ liên hệ với chị Hà, có hết cho anh chị và các bạn ha. Thôi, chắc năm, là mình sẽ... Năm cũ sắp qua mà năm mới cũng sắp tới rồi. Mình chỉ đón xuân 3-4-5 ngày gì đó mình lại bắt đầu trở lại công việc, đúng không các anh chị? Nếu như ví dụ anh chị em nào mua xe trong Tết thì ghé cửa hàng xem xe ủng hộ em. Còn ví dụ qua Tết anh chị em nào muốn mua cũng ghé ủng hộ em luôn nhá. Cảm ơn cả nhà thân yêu rất nhiều. Và kính chúc anh chị em mình đón một mùa xuân Quý Mão thật là bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo.